go. Xoay thử coi, cong cổ tay lên xoay nè, buông buông tay ra, cong cổ tay lên, ừ rồi đưa ngón cái vào sát lên nữa mới được, sát lên còn vô xoay bằng cái cục này nè nè, thấy không, vừa xoay vừa cong lại chút, xoay cong lại chút mới được, bớt chuồn lại chút nữa, xoay vừa em vừa xoay em vừa cong chút xíu nữa, xoay chưa được thì phải cong chút nữa không.